Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với kênh Thảo Dược Nghề Giao. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2020, thứ 6. Đấy. 1 giờ 27 phút. Tôi tiếp tục ghi lại một số những cái hình ảnh về sâm đương quy gửi cho một bác ở dưới Bình Định. Vâng, sâm này thì chất lượng thì rất là tuyệt vời rồi. Vâng, chất lượng thì không phải chê vào đâu được. Cho bác xem một chút về chất lượng cái củ sâm đương quy này nhá các bác nhé. Đây, đấy, tôi vừa rửa sạch để ráo nước, tranh thủ chiều nay, chiều thứ 6, tí nữa để ráo xong là gửi cho tất cả các bác. Kia có đấy, hai đơn hàng, một bác ở Hà Nội, một bác ở Hồ Chí Minh, một bác ở Bình Định. Và đây, còn bên cạnh đây là nấm ngọc cầu. Thì hôm nay đây cho các bác xem một chút về sâm đương quy. Loại này là loại 2 củ, 3 củ, 1 cân đấy. Đấy, 3 củ thì hơn 1 cân nha các bác nhé. Vâng, tuy nhiên là khi mà tôi gửi đến tận tay của các bác thì có thể nó sẽ không được 3 củ 1 cân nữa. Tại vì là cái sâm này nó rất là hao nhé. Tại vì là đa phần ở trong bộ rễ này là nó chủ yếu là nó là nước mà. Vâng, nước và tinh dầu. Đây sâm này, tuyệt chưa các bác? Đấy, rất là to luôn. To, già. Đây này các bác này. Đó, ui dồi, quá chất luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu về sâm đương quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc là Zalo 0374988027 các bác nhé. Đây, đẹp chưa? Đấy, rất chi là đẹp luôn. Đây, hàng này là hàng VIP luôn đấy. Đấy, hàng đẹp luôn đấy. Đây này các bác này. Đấy, nói là 3 củ 1 cân. Tuy nhiên thì 3 củ thì nó rơi vào khoảng 1 cân 6, 1 cân 7 rồi. Đấy, 1 cân 6, 1 cân 7 rồi. Đây này. Đấy, đấy là tôi cân trực tiếp tại nhà thì nó được như vậy. Còn khi mà đến tận tay của các bác thì nó khoảng 3 củ thì được gần 1 cân nhá. Đấy, thì cũng mong tất cả các bác thông cảm thôi. Thì là trong cái quá trình vận chuyển thì nó bị mất nước rất là nhiều. Đấy, nên là bác nào cảm thấy lấy được thì hãy liên hệ tôi, hãy liên hệ, hãy alo tôi. Củ này thì được 6 lạng này. Đấy, chất chưa? Chất như nước cất luôn đấy, bác này. Đấy, đây. Rồi, tôi sẽ đi lấy cân về. Tôi cân thử cho các bác xem. Đây, cân này này các bác này. Còn nấm ngọc cẩu thì tôi phơi để làm quà thôi. Nấm ngọc cẩu tôi không mặn. Đây, cho bác xem một chút nhá. Vâng, vạch số 0. Xem củ này thế nào. Đấy, đây là tôi để một chút lá nha các bác nhé. Đấy, củ này các bác thấy chưa, được 6 lạng. Đấy, củ này được 6 lạng. Còn thêm củ này nữa. Đây, 2 củ nhá các bác nhé. 2 củ là 1 cân 3. Đây, 2 củ 1 cân 3 nhé. Đây này, rất là to luôn. Tuy nhiên là những cái củ này thì tôi đều cho vào thuộc dạng hàng 3 củ 1 cân thôi. Đấy, củ này thì được gần 7 lạng đây. Được gần 7 lạng đấy các bác nhé. Đấy, để tôi cân như này để cho các bác thấy là sâm đương quy nó chất như thế nào. Đây, bộ rễ của nó thì dài thôi rồi. Đây này. Đấy, có một số rễ trong một vài buổi tôi đào thì nó phải là gần 1 mét cơ. Đấy, củ này thì 5 lạng này các bác này. Đấy, củ này các bạn thấy củ nó to chưa? Rồi, lấy tiếp một số củ, ví dụ như là
những cái củ này chẳng hạn. Đấy, củ này thì tôi đo khoảng 4 lạng rưỡi. Đấy, 4 lạng rưỡi. Đó. Đây, hôm nay tôi cân như này để cho các bác thấy là cái chất lượng hoặc là cũng như là cái khối lượng của những cái củ sâm này nó đạt được là như thế nào. Bác nào có nhu cầu về sâm thì hãy liên hệ cho tôi. Đây, tôi tiếp tục cân củ này già chưa? Quá là già luôn. Củ này 5 lạng này các bác này. Đấy. Đẹp chưa? Rồi. Tôi sẽ chọn một số cái cây bé bé này. Ví dụ như củ này. Củ này gần 5 lạng. Đấy, gần 5 lạng các bác nhé. Này, thấy chưa? Sâm này thì tuyệt vời rồi. Hàng chọn mà, hàng VIP mà. Còn những cái củ này. Củ này thì nó rơi vào khoảng 3 lạng. Đấy. 3 lạng đây này. Đấy. Hầu hết những cái củ sâm ngày hôm nay hôm nay ngày 11 tháng 12 đấy. Những cái củ sâm này là toàn rơi vào khoảng 4 5 lạng đến 7 lạng. Đó. Đây này. Tôi lấy cái những cái củ này này. Chất chưa các bác này, đây này. Wow rồi. Nhìn chất chưa. Đây. Chất chưa. Đây tôi cân thử. Cân thử hai cái củ này cho các bác xem. Đấy, củ này được 5 lạng này. Tiếp củ này nữa. Củ này 1 cân 1 này. Đấy, 2 củ nhá, 2 củ 1 cân 1 này, 1 củ này. Đấy, 2 củ. Đấy, hầu hết là thường thường là anh em người ta đi chợ mua ấy, hoặc là mua của tôi về bán ấy, thì những cái củ này là một cái giá khác nhau, nó cũng phải trên 100.000 nhé các bác nhé. Đấy, những cái củ này này. Đây, 5 lạng này. Tức là những cái củ mà từ 2 củ và 1 cân thì nó giá nó khác nhau. Đấy, nó phải trên 100.000. Đấy, đâu đấy 130, 140, 150. Đây là 2 củ 1 cân nhé các bác nhé. Còn tôi trực tiếp tôi đào tại vườn để gửi đến tất cả bác thì hai củ, hàng hai củ này giống như hàng ba củ. Đấy, hàng hai củ giống như hàng ba củ nhé các bác nhé. Đấy. Đây. Củ này thì 6 lạng gần 7 lạng này. Tôi chọn thêm cái củ này nữa cho các bác xem, hai củ to nhất nó 1 cân 3. Đó. Ví dụ như hai củ này thì sẽ được 150 này. Đây là tôi gọi là tôi bán cho anh em đấy, anh em nhập của tôi về bán đấy. Thì thường thường là những củ này thì anh em cũng không cho tôi biết giá đâu, nhưng mà tôi vẫn để giá gọi là dưới 100.000 để cho anh em. Hai củ thì giống như cũng khoảng là cái độ 3 củ 1 cân đấy. Đấy, rồi tôi chỉ quay như một chút như này cho bác xem thôi. Bác nào có nhu cầu về sâm đương quy để ngâm rượu hoặc là biếu người thân thì hãy liên hệ cho tôi nhé. Số điện thoại hoặc là Zalo 0374988027. Vâng, sâm này thì chất lượng thì không phải nghĩ, không phải bàn rồi. Đây. To chưa? 4 lạng này. 2 củ này. 9 lạng này. Đấy, 2 củ 9 lạng. Đây, 3 củ này. Cứ cho bừa cái củ này. 1 cân 2 này. Đấy. 3 củ 1 cân 2 này. Thằng này thì hàng VIP rồi, không phải nói rồi. Rồi. Tôi tiếp tục, tôi còn một đống trên kia nữa. Hy vọng là tối nay sẽ làm hết để còn chiều 4 giờ sẽ đi xuống dưới kia gửi cho anh em. Để không lỡ cái kế hoạch ngâm rượu của các bác. Vâng, xin cảm ơn tất cả bác đã theo dõi cái buổi ghi ngày hôm nay. Nếu bác nào có nhu cầu về sâm đương quy, ngâm rượu hoặc biếu người thân, gia đình, biếu bạn bè, hoặc là để làm khô, sắc nước uống, hầm gà, hầm chân giò, hầm các kiểu, các loại, thì các bác có thể liên hệ cho tôi hoặc là Zalo số điện thoại 0374988027. Vâng, xin cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong một số những cái
chương trình tiếp theo về sâm đông quy. Xin cảm ơn.